đến 5. Giải phân cách trên đường gồm có giải phân cách bằng đường loại cố định và loại di động đúng. Sử dụng rượu bia là bị phạt hành chính. Bạn đang lái xe trong khu dân cư đông người qua lại, nếu muốn quay đầu xe thì phải đi tiếp đến điểm giao cắt gần nhất hoặc nơi có biển báo cho phép quay đầu thì mới được quay đầu. Người đủ 16 tuổi thì điều khiển xe dưới 50 phân khối. Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên cần phải mang theo phù hiệu giáo viên. Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc? Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đúng, xe xuống dốc và nhường đường cho xe lên dốc đúng, xe nào có chướng ngại vật phía trước và nhường đường cho xe không có chướng ngại vật phía trước đúng. Phần 1 và 2, người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép, có thể dừng lại một cách an toàn trong trường hợp nào? Khi cảnh báo nguy hiểm hoặc có chướng ngại vật trên đường, khi chuyển hướng xe chạy, tầm nhìn bị hạn chế khi qua nơi đường giao nhau, nơi đường bộ giao nhau với đường sắt vòng tròn đúng. Khi qua cầu hẹp cống hẹp, khi lên đỉnh dốc, khi xuống dốc đúng. Khi điều khiển xe vượt xe khác trên đường công lộ, đường cao tốc. Một, hai đường. Không thể vượt xe khác trên công lộ với đường cao tốc. Không cần phải giải. Một, hai đường. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư người đường đôi có giải phân cách 70 km. 70 km là xe buýt, trên 30 là 80, trên còn dưới 30 là 90, xe rơ móc là 60. Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc? Giảm tốc độ qua đường giao thông để đi xe trên đường ưu tiên sai, nhường đường đúng. Người lái xe khách xe buýt cần những nhiệm vụ dưới đây: luôn có ý thức về đúng, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật nhưng mà lại tiết kiệm chi phí là sai. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây? Phải có giấy phép, phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng, phải có giấy phép. Có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp là đúng. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Điều khiển xe đi bên phải, điều khiển xe đi trên phần đường làn đường có ít phương tiện là sai. Bắt buộc sai một đúng. Khi điều khiển xuống dốc, người lái xe cần thực hiện thao tác tăng lên số cao, sai. Tăng lên số cao và nhả bánh ga ở mức độ tăng xuống dốc. Nhả bánh đám ga ở mức độ phù hợp kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. Về số thấp, nhả bánh đám ga với mức độ phù hợp kết hợp với phanh chân để khống chế. Về số thấp mới đúng. Đây là báo hiệu hết nhiên liệu. Khi điều khiển xe ô tô ra khỏi đường cao tốc, người lái xe cần thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Quan sát phía trước để tìm biển chỉ lối ra đường cao tốc, kiểm tra tình trạng giao thông phía sau và bên phải. Nếu đảm bảo được cái an toàn thì phát tín hiệu và điều khiển xe chuyển dần sang làn đường giảm tốc và ra khỏi đường cao tốc. Quan sát về trước
tìm biển báo chỉ dẫn lối ra đường cao tốc đường vượt. Trường hợp vượt quá lối ra đường cao tốc thì phát tín hiệu đi chuyển sang làn đường giảm tốc và lùi xe là sai, không được lùi xe. Bánh xe nắp cho xe ô tô phải đảm bảo an toàn đủ số lượng bánh đĩa cả hai. Đây là động cơ cần phải kiểm tra. Khi gặp biển nào thì xe ô tô hai bánh được đi vào, xe ô tô hai bánh không được vào biển một, được vào hai ba. Biển nào là biển cấm đi ngược chiều biển hai. Biển nào cấm máy kéo thì cấm máy kéo, cấm ô tô tải cấm luôn máy kéo, cấm rơ móc chỉ cấm rơ móc hai ba. Biển nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư biển một. Biển nào có ý nghĩa gì? Đường sắt giao nhau đường bộ nơi đường sắt vuông góc sai, không vuông góc với đúng. Biển báo hiệu giao nhau với đường hai chiều. Biển nào sau đây là biển rút xuống nguy hiểm? Hướng đi thẳng phải theo biển một. Biển một là phải theo, còn biển hai là chỉ là hướng dẫn thôi. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui? Hầm chui là đi xuống. Gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái, biển xiên trái sang thì là đi theo hướng bên trái, tránh chướng ngại vật. Biển một nhường đường xe con về nhường, cả ba xe đều sai. Hai thằng đỗ không quy tắc, một thằng để đứng trái đường. Xe nào vi phạm quy tắc giao thông, xe con vượt qua đường kẻ biển chỉ được đi hướng 2, hướng 1, vì hướng 3 là đường một chiều, hướng 4 không được rẽ. Xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Đây có mỗi xe con là đúng, mỗi xe con là đúng, thì còn xe tải xe khách sai. Phanh xe giảm tốc độ chờ xe phía trước chuyển làn đường, đúng còi phanh xe. Xe con màu vàng vượt xe màu đỏ là đúng quy tắc không? Có mục đích giảm tốc độ đi qua vạch người đi bộ sang đường để đi bộ đi sang sau là sai, giảm tốc độ cho sau đó xe đi qua vạch người đi bộ sang trước để cho mình sang sau.